Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Trước mặt quý vị đây chính là đường Võ Văn Kiệt, người ta hay gọi là đường ven biển. Ở đây chúng tôi đang ứng là ở thuộc xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cái hướng này là đi về phía Phước Hải quý vị nhé, biển Phước Hải. Còn ở đây thì là làm cuối của xã Phước Hội. Ở ngay giáp đây là gọi là cái cầu Sa, sang bên kia cầu là địa phận của xã Lộc An. Đấy, từ đây mà ra biển Lộc An thì rất là gần. Giới thiệu với quý vị một cái lô đất nằm trên mặt tiền đường ven biển này, đường Võ Văn Kiệt này. Thì lô đất tôi muốn giới thiệu quý vị là có diện tích là 739 m², xấp xỉ 740, có chiều ngang là 12m2. Đấy, đã rào xung quanh rồi, xây tường bao các thứ rất là đẹp luôn á, lại còn sơn hẳn hoi luôn, màu trắng rất là đẹp. Thì cái này ấy là có 284 m² đất ở rồi quý vị nhé, diện tích đất ở tương đối nhiều. Đó, chiều ngang là 12m2 và sâu vào một cạnh là 61, một cạnh là 64m. Cái này thì bây giờ giá đang chào bán là 8 tỷ 860 triệu quý vị nhé. Có thể nói là đây là một trong những cái lô đất có diện tích là tương đối vừa phải nằm trên cái mặt tiền đường này, và với cái mức giá mà dưới 10 tỷ thì tôi thấy đây là một mức giá cũng tương đối tốt. Chỗ này thì ra biển rất là gần, cách biển Lộc An khoảng hơn cây số thôi, rồi cách trung tâm của Lộc An ấy cũng hơn cây. Đây, xung quanh đã rào rậu các thứ rất là đẹp, sơn luôn, tường sơn luôn. Đây, chạy thẳng xuống đây quý vị nha. Đó, đấy, ngay cái vị trí là cầu Sa, quý vị rất dễ dàng tìm thấy được cái lô đất này khi mà đi đến ngay chỗ này. Nó có cái cổng chào của Lộc An này, cổng chào xã Lộc An. Đó, đấy thì sơ bộ cho quý vị biết cái vị trí ở đây và một cái lô đất mà chúng tôi đang chào bán. Quý vị nào quan tâm thì cứ liên hệ với chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới nhé. Và quý vị nếu như biết ai có nhu cầu mua hoặc bán ở đâu thì cứ giới thiệu với chúng tôi. Chúng tôi rất hân hạnh được chào đón quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.